Thôi mình học tiếp nha, học bài nhồi máu cơ tim. Rồi, nhồi máu cơ tim thì mục tiêu mình đặt ra là gì? Trình bày được nguyên nhân gây bệnh này, giải phẫu bệnh, xử lý bệnh. Hai là nêu được các cái triệu chứng của bệnh, các cái biến chứng xảy ra. Rồi và cái thứ ba là gì? Trình bày được cái hướng điều trị và cách chăm sóc đối với bệnh nhồi máu cơ tim này. Rồi ba mục tiêu nha: nguyên nhân gây bệnh, giải phẫu bệnh, xử lý bệnh. Rồi triệu chứng của bệnh này, biến chứng. Trình bày được cách điều trị và cái cách chăm sóc. Nhồi máu cơ tim ha. Nhồi máu cơ tim là một cái bệnh lý gì? Một bệnh lý là xảy ra và có khả năng dẫn đến cái tình trạng tử vong rất là cao nha. Thì nguyên nhân để gây nhồi máu cơ tim là gì? Thì đến cái việc là nhồi máu cơ tim. Rồi, các bạn nguyên nhân là gì? Do là sơ vỡ động mạch này hoặc là cái cục máu đông nó làm tắc nghẽn, bệnh nhân sẽ vỡ máu, nhồi máu cơ tim. Tình nghĩa nhồi máu cơ tim là hoại tử một phần của cơ tim do tình trạng là thiếu máu cục bộ. Cái việc thiếu máu này nó xảy ra sau khi mà bị tắc nghẽn mạch vành nuôi dưỡng vùng đó, tắc nghẽn hoàn toàn luôn thì sẽ xảy ra cái tình trạng nhồi máu cơ tim. Còn nếu lưu thông đều thì nếu như mà lưu thông mà với một lượng ít á, thì hồi nãy mình đã học bài trước rồi, gì sẽ xuất hiện cơn đau thắt ngực, và cơn đau thắt ngực kéo dài thì sẽ dẫn đó là nhồi máu cơ tim ha. Hai cái bệnh lý này cũng rất là liên quan với nhau trước sau. Cái mảng sơ vữa nó sẽ làm gì? Nghẽn lòng động mạch vành và giảm là không cho máu lưu thông qua, cho nên là cái phần cơ tim ở vùng phía dưới á, nó sẽ không có oxy, không cung cấp oxy, hoại tử luôn. Và cái thứ hai là cục huyết khối, là cục máu đông ha, huyết khối là cục máu đông. Rồi nguyên nhân hai thứ hai là gì? Do co thắt động mạch vành, cơn co thắt kéo dài do huyết khối làm tắc mạch, bệnh vi tuần hoàn, từ vi tuần hoàn vành ảnh hưởng tới cái việc tuần hoàn ở vành. Rồi các bạn nhìn trong hình thì mạch vành bình thường và mạch vành bị co thắt, thì cái cơn co thắt này nó co thắt kéo dài, máu nó sẽ không lưu thông được, thì đương nhiên là dẫn đến cái tình trạng là nhồi máu cơ tim chưa. Còn nếu như mà như nào, cơn co thắt mà không ảnh hưởng tức thì á, mà nó sẽ làm giảm cái lưu lượng tim á, càng về sau nó làm suy giảm gì, suy giảm cái mang tim, suy tim đó. Rồi nghẽn mạch vành do cục nghẽn từ xa đưa tới ha, trong viêm nội tâm mạc hoặc là hẹp van hai lá, do tắc nghẽn mạch vành. Hẹp lỗ vào động mạch vành do tổn thương ở động mạch chủ, chẳng hạn như là do gì, do nhiễm giang mai, khuẩn giang mai hoặc là sơ vữa làm hẹp cái lòng động mạch. Rồi viêm mạch trong các cái bệnh tự miễn, và dị dạng động mạch vành, chấn thương tim. Rồi tìm hiểu về sinh lý bệnh ha. Sinh lý bệnh thì nhồi máu cơ tim nó cũng làm giảm cái hoạt động của cơ tim trái, nó sẽ làm giảm hoạt động cơ tim trái, tương ứng với gì, với cái vùng mà bị hoại tử á, với cái vùng cơ tim bị hoại tử, làm gì, giảm cái lưu lượng tim và cái khả năng dẫn máu, cái khả năng mà đẩy máu đi. Rồi huyết áp động mạch tụt, áp lực cuối tâm trương tăng, cũng như là áp lực trong nhĩ trái cũng tăng luôn. Và áp lực trong máu và phổi thì bị tắc bị bít ha. 10 tới 15 mg thủy ngân trong những cái trường hợp nhồi máu cơ tim nhỏ, và trên 20 tới 25 mg thủy ngân trong nhồi máu cơ tim lớn. Rồi triệu chứng có thể điển hình đó là gì? Đau vùng trước tim. Rồi đau vùng trước tim thì nó sẽ xuất hiện đối với những người trước đó là gì? Chưa bị bệnh tim, chưa từng có tiền sử bị bệnh tim, hoặc là gì? Có thể là đã nhiều lần bị các cái cơn đau thắt ngực rồi, và có thể xuất hiện lúc nghỉ ngơi hoặc là gắng sức, tùy trong cái trường hợp nào thì nó cũng có thể xuất hiện luôn. Có thể là sau bữa ăn thịnh soạn này, ban ngày hoặc là ban đêm, tránh hạn chế cái việc gì đi chơi đêm rồi đột tử nha, chơi quá sức đó. Rồi đau thường là đau, nó sẽ thường theo cảm giác là hồi hộp bồn chồn, vã mồ hôi lạnh luôn. Rồi khi chúng ta khám bệnh á, chúng ta thấy gì? Tay chân mình nhân lạnh này, huyết áp động mạch thường gì, thấp chưa? Rồi thấp do gì? Do cái lượng máu nó không lưu thông đủ á, nó ít hơn. Có do tắc mạch nữa thì không thấy huyết áp luôn. Rồi có trường hợp là huyết áp tăng trong cơn đau. Rồi những giờ đầu thì bệnh nhân sẽ gì, không sốt, sau đó thì sẽ tăng lên nhiệt độ là từ 38 đến 85. Sau 2 ngày có thể nghe thấy tiếng cọ màng ngoài tim, tiếng cọ màng ngoài tim nha. Rồi các thể không điển hình như là có là thể không đau, thể bị tai biến mạch máu não và thể phù phổi cấp nhỏ ha. Trên cận lâm sàng chúng ta sẽ ít quang và
điện tâm đồ. Thì khi X quang thì chúng ta thấy hình ảnh là xung huyết ở phổi, các cái tĩnh mạch phổi bị giãn rộng. Thì đôi khi phát hiện được cái hình ảnh mờ của phù phổi, thì do phù phổi nên là hình ảnh ở phổi nó sẽ bị mờ. Thì khi đo điện tâm đồ thì phức hợp bộ là gì? Cái bộ phức bộ là QRS, sóng Q nó sẽ là sóng Q bệnh lý ha. Rồi ST, cái đoạn ST nó sẽ trên lên. Thì các bạn nhìn cái nhồi máu cơ tim này, thì tùy theo vùng, vùng thiếu cơ tim, thiếu máu cho cơ tim thì cái đoạn ST này nó như nào, hạ cái đoạn ST xuống. Rồi cái sóng T thì có thể xuất hiện do, sóng T có thể là bị đảo ngược do sự tái cực đã thay đổi ha. Thì cái này là các bạn phải tìm hiểu, phải coi lại cái điện tâm đồ. Thì đây là một cái điện tâm đồ bình thường, để bạn thấy cái đoạn ST này nó sẽ ngang này. Đây, trên nhìn trên hình ha, tìm cái đoạn ST này. Phức bộ QRS nó sẽ xuống, lên và xuống. Thì bạn nhìn trên cái hình trên này, nó như thế nào? Nó không đồng bộ, nó không giống đúng chưa? Thì nó sẽ đã có cái sự khác biệt rồi. Chứng tỏ là nó sẽ bị tổn thương, cái vùng đó đã bị tổn thương. Ở trên cận lâm sàng chúng ta làm siêu âm xét nghiệm hoặc là xét nghiệm men troponin. Men troponin là một cái loại protein được giải phóng khi mà cơ tim bị tổn thương, cho nên là chúng ta sẽ xét nghiệm cái men này. Men Y và men T dương tính ha, dương tính là xác định là bệnh nhân có nhồi máu cơ tim. Rồi siêu âm thì gì, thấy được cái sự chuyển động bất thường của thần tim và của vách, có cái lỗ thủng vách liên khớp ha, lỗ thủng vách liên khớp. Biết không? Biết lỗ thủng vách liên khớp không? Nhiều bạn thì nói vậy thôi chứ chắc không định hình được đâu. Phải hôm bữa rồi có dặn các bạn là về coi lại cái giải phẫu sinh lý. Rồi hoạt động bất thường của van hai lá như là hẹp hoặc là hở van hai lá. Rồi xét nghiệm thấy cái lượng bạch cầu tăng lên 10.000 tới 20.000, tốc độ máu lắng tăng. Đường huyết thì gì, có thể là đôi khi là tăng lên đột ngột. Rồi biến chứng rối loạn nhịp tim. Rồi các bạn nhìn cái đo điện tâm đồ này, các bạn thấy không, nhịp tim rất là loạn chưa, tim nhanh chậm bất thường, không các bạn nhìn tim bình thường này đập rất là đều, còn ở bên đây là đối với bệnh lý bị nhồi máu cơ tim chưa. Nhịp tim có thể nhanh hoặc là nhịp tim chậm. Nhanh là trên 100 nhịp trên phút, chậm là dưới 60 nhịp trên phút. Ngoài ra các biến chứng khác như là suy tim, nếu mà máu để mà nuôi cái vùng cơ tim á, nó bị thiếu hụt trong thời gian dài, bệnh nhân dẫn tới là suy tim. Sốc tim ha, xuất hiện cái việc sốc này nó sẽ xuất hiện khi 40% cơ tim bị phá hủy một cách đột ngột, và tới 40% thì sẽ xuất hiện cái tình trạng sốc tim. Và cái việc sốc tim này tỷ lệ tử vong như thế nào, rất là cao, 80%. Thì lúc có chuyện không bắt được luôn, lúc này là cái tiên lượng rất là xấu rồi nha, cho nên là người ta mới nói là tỷ lệ tử vong là 80%. Thì cái biến chứng của nhồi máu cơ tim á, nặng nhất đó là tử vong. Và đa số những cái trường hợp mà bị nhồi máu cơ tim rất khó là cứu luôn, và tỷ lệ sống sót rất là thấp. Khi mà xuất hiện các cơn đau rồi á, mà cảm thấy là bệnh nhân mạch nhỏ, yếu, huyết áp tụt, thì nghĩ ngay tới cái tình trạng là gì? Nhồi máu cơ tim. Nhớ ha. Rồi vỡ tim, tắc mạch ngay vị trí đó, vỡ tim luôn, vỡ mạch vành ngay đó thì đương nhiên là vỡ tim rồi. Hở van hai lá nè, tim màng ngoài tim, huyết khối tắc mạch, những cái biến chứng này là biến chứng nào cũng rất nguy hiểm luôn, và có thể ảnh hưởng đe dọa tới tính mạng của bệnh nhân bất kỳ khi nào mà nó xảy ra. Rồi mình chẩn đoán là đau vùng trước tim, kiểu như con đau hắt ngực kéo dài đấy. Chẩn đoán đầu tiên mình có cái chẩn đoán cao nhất á, có cái giá trị cao nhất để mình chẩn đoán, đó là gì? Đau vùng trước tim, con đau hắt ngực điển hình đó, thì kéo dài ha, phải điều trị liền, xuất hiện ngay là phải điều trị liền, cho bệnh nhân ngậm viên dưới lưỡi liền, nếu không thì nó sẽ lập tức nó tiến triển thành nhồi máu cơ tim và tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân rất là cao. Rồi cho các chất dẫn xuất nitrit đúng không, không đỡ thì hoặc đỡ rất là ít. Đối với bệnh nhân mà cảm thấy như vậy á, cho các cái chất dẫn xuất nitrit này để tăng cái hàm lượng nitơ thì không có đáp ứng. Rồi sự thay đổi của sóng Q và đoạn ST trên lên điện tâm đồ, tăng các cái men tim trong huyết thanh, troponin làm xét nghiệm sẽ biết, đúng chưa?
Thì dựa vào ba cái này là mình sẽ chẩn đoán được bệnh nhân là có nguy cơ cao nhồi máu cơ tim. Rồi tiên lượng ha, chẩn đoán được rồi tiên lượng, và hoặc là xảy ra cái tình trạng đó rồi thì mình sẽ tiên lượng. Rồi 30% trường hợp nhồi máu cơ tim chết trước khi vào viện. Có nghĩa là cái thời điểm mà xảy ra nhồi máu cơ tim á, bệnh nhân có thể là tiến triển nặng trong vòng 10 tới 15 phút hoặc là nửa tiếng, thì trước khi vào viện là bệnh nhân người ta đã có thể là tử vong rồi. Nó tiên lượng rất là xấu ha, bệnh xảy ra và tiên lượng của bệnh nhân rất là xấu. Rồi tỷ lệ tử vong tại bệnh viện là từ 3 tới 30%. Sống sót sau một tháng khoảng tầm 45%. Và mấy bạn phải nhớ là đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim, khi mà xảy ra cái cơn nhồi máu mà bệnh nhân hồi phục á, bệnh nhân không tử vong á, thì cái biến chứng để lại rất là lớn, chẳng hạn như liệt này, mù mắt này, suy tim này, rất là nhiều, và những cái biến chứng đó ảnh hưởng tới cuộc sống sau này, nói chung là rất là cực kỳ ảnh hưởng luôn. Rồi tỷ lệ tử vong là từ 80 tới 90%, cực kỳ cao nha, 80 tới 90%. Cho nên khi mà bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng cơn đau thắt ngực, lập tức là cho gì ngậm cái viên nitroglycerin để tránh dẫn tới là nhồi máu cơ tim, tại vì nhồi máu cơ tim là tử vong 80 tới 90% hầu như luôn ha, trong các trường hợp sốc tim hoặc là tim nặng. Đối với những cái bệnh mà đối với cái trường hợp là sốc tim hoặc là suy tim nặng, cái có thể nhẹ của nhồi máu cơ tim á có thể là gì, bị liệt một bên này, như nào là mù lòa này, hoặc là có thể là liệt toàn thân luôn. Nếu như mà sống sót được á thì bệnh nhân thường là liệt nửa bên, liệt một phần, một bên trái hoặc phải, liệt bên trái hoặc bên phải nha, chứ không phải là liệt nửa trên hoặc là nửa dưới. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ liệt như nào, chân chân trái và tay trái, hoặc là chân phải và tay phải ha, phân biệt cắt cắt phần giữa bên trái bên phải nha, chứ không phải là liệt phần chi trên phần chi dưới. Rồi cái hướng điều trị, nếu mà nhồi máu cơ tim không biến chứng thì chúng ta sẽ điều trị theo từ giai đoạn. Thì giai đoạn trước khi vào bệnh viện thì sử dụng thuốc an thần để giảm cái tình trạng hồi hộp lo lắng, như là diazepam 5-10 mg, dùng để đường uống ha, sử dụng đường uống. Rồi sử dụng cái thuốc chống đau morphine 2 hoặc là 5 mg để tiêm tĩnh mạch. Nếu như mà 10 tới 15 phút sau á không có kết quả thì chúng ta sẽ tiêm nhắc lại. Rồi nhớ ha, dùng morphine tiêm tĩnh mạch luôn để giảm đau cho bệnh nhân. Rồi loại 2 tới 5 mg, trong 10 tới 15 phút không thấy có kết quả thì chúng ta sẽ tiêm nhắc lại lần 2, lần 3. Rồi oxy thì sử dụng liệu pháp oxy cho bệnh nhân thở oxy để làm gì, để làm giảm đau cho người ta, giảm cái tình trạng khó thở, cung cấp cái lượng oxy. Thì tùy theo cái tình trạng khó thở ha, nếu mà bệnh nhân khó thở thông thường á thì chúng ta là cho thở qua mũi, còn nếu không thì sẽ đặt nội khí quản cho điều trị loạn tim, loạn nhịp tim bằng cách sử dụng thuốc. Nếu mà ngừng tim phổi lập tức gì, hô hấp cho bệnh nhân, cấp cứu tim phổi cho bệnh nhân bằng cách là bóp bóng, ép tim, đúng chưa? Rồi ở bệnh viện, rồi biện pháp chung ở bệnh viện là nằm yên nghỉ tại giường, cho ăn uống nhẹ, dùng thuốc an thần và thuốc chống đau hồi nãy nói rồi, diazepam với lại morphine, ngoài ra là có betadine, cho bệnh nhân thở oxy nếu bệnh nhân cảm thấy đau ngực hoặc khó thở, sử dụng viên nitroglycerin đặt dưới lưỡi thì cứ 10 tới 15 phút một lần, là gì, tiêm tĩnh mạch. Nếu như mà cái viên đặt dưới lưỡi này không đáp ứng thì chúng ta sẽ tiêm trực tiếp tĩnh mạch luôn. Sử dụng propranolol để giảm huyết áp xuống, thuốc ức chế canxi, thuốc chống đông ha. Rồi chế độ sinh hoạt, trong chế độ sinh hoạt á, thì đối với những cái cơn đau mà xảy ra không không nghiêm trọng á thì sẽ cho bệnh nhân nằm viện tầm 10 tới 15 ngày để theo dõi xem cái tiến triển bệnh nó có nặng hơn hay không. Thì trong vòng 10 tới 15 ngày, ngày đầu thì cho bệnh nhân cử động nhẹ trở mình trên giường để việc hạn chế gì, hạn chế cái việc vận động mạnh. Rồi ngày thứ hai thứ ba thì cho đi bộ, đúng chưa, đến khi ra viện có thể là đi trở lại trong phòng. Rồi vài tuần sau sau khi ra viện rồi á thì có thể là vận động đi lại, thì đi có thể leo lầu cầu thang lên lầu. Rồi 2 tháng sau thì có thể hoạt động lại bình thường, chẳng hạn như là đi đi làm việc, hay là việc văn phòng rồi này kia thì cho họ đi làm việc đó, rồi hoặc là vui chơi giải trí thể thao nó phù hợp với cái tình trạng sức khỏe ha, không quá sức là được. Rồi điều trị sỏi tiêu huyết trong nhồi máu cơ tim,
Thì steptokinase là cái gì, là một cái loại thuốc ha, sử dụng cái loại thuốc này trong 20 phút, thì nó là cái loại thuốc làm tan huyết khối, và bản chất của nó là cái gì, là enzyme, là một cái loại enzyme. Thì nếu mà sử dụng để làm tan cái huyết khối á, thì nó sẽ được sử dụng để phá vỡ các cái cục máu đông trong trường hợp là có nhồi máu cơ tim, hoặc là gì thuyên tắc phổi và thuyên và cái huyết khối động mạch đấy. Rồi cho trong 3 giờ đầu của nhồi máu cơ tim, thì trong 3 giờ đầu của nhồi máu cơ tim thì do gì, thì chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp, thì khi thấy cái gì ST, các đoạn ST trên lên đúng chưa, nhập viện trước 6 giờ, xác định theo cái tiêu chuẩn đó là nhồi máu cơ tim của WHO năm 1971, các bạn có tìm hiểu nha. Trên lâm sàng thì xuất hiện cái gì, cơn đau điển hình lớn hơn 2 phút, bệnh nhân sẽ đau đau ngực hơn 2 phút và không đáp ứng được với nitroglycerin, là xác định nhồi máu cơ tim. Rồi điện tim thì ST trên, thấy đoạn ST trên này. Rồi men tim thì chúng ta thấy là cái CK đúng không, creatine là cái loại enzyme để mà gì, để xúc tác hỗ trợ phản ứng sinh hóa chuyển creatinine thành phosphoreatine. Thì cái nồng độ CK máu này sẽ phản ứng với tình trạng là cơ bắp và cái sức khỏe của tim, đặc biệt là trong trường hợp là cái phần cơ bắp và cái cơ xương bị tổn thương á, cho nên là cái xét nghiệm này này nó có thể có tác dụng là chẩn đoán cái cơn đau tim. Rồi cái troponin T thì sẽ tăng lớn hơn 2 lần, nãy có nói với bạn rồi ha. Rồi, điều trị ngoại khoa bắt cầu nối động mạch chủ với động mạch vành hoặc là nông động mạch vành, nãy cũng nói luôn rồi. Ở chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân thầy nhận định hỏi bệnh có đau ngực hay không, tính chất của cơn đau như thế nào, hoàn cảnh khởi phát, để mà mình xác định được đó là có đúng như vậy không ha, có đúng là nhồi máu cơ tim hay hay là đau thắt ngực hay không, rồi cường độ và thời gian kéo dài của cơn đau, hỏi xem tiền sử trước đây là có xuất hiện cơn đau như vậy không, khi dùng thuốc thì có hết hay không hay là để nó tự hết. Rồi nghỉ ngơi thì có giảm hay không, khi mà nghỉ ngơi thì cơn đau có giảm hay không. Rồi các triệu chứng đi kèm như là tăng huyết áp rồi này kia, đái tháo đường, rồi các yếu tố nguy cơ khác ha, nhờ chế độ ăn, tinh thần, thuốc, sử dụng thuốc. Rồi quan sát thăm khám là thăm khám tại tổng trạng của bệnh nhân, tình trạng tinh thần, da, mồ hôi, chủ yếu là cái gì, dấu hiệu sinh tồn, xem nước tiểu như nào, tiểu niệu hay không, bệnh nhân có bị là tiêu tiểu bất thường thì có máu, có đạm, có protein trong máu hay không, trong nước tiểu hay không. Rồi nghe tim, các phương pháp nghe tim ha, khám tim, xin lỗi, các phương pháp khám tim luôn bao gồm nghe, nhìn sờ gõ nghe luôn, dấu hiệu hô hấp, bệnh nhân có khó thở hay không, rồi khó thở như thế nào, có ứ trệ tuần hoàn hay không, các cái xét nghiệm trên lâm sàng, cận lâm sàng và việc thu thập dữ liệu ha. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái này thì chúng ta sẽ thu thập được dựa vào bệnh nhân hoặc là hồ sơ bệnh án hoặc là người nhà, rồi đưa ra các chẩn đoán điều dưỡng. Và chẩn đoán điều dưỡng là có cái 6 chẩn đoán, thì cô sẽ đưa ra các bạn 6 chẩn đoán: đau ngực do tổn thương cơ tim, cái thứ hai là giảm lượng máu từ tim tới các cơ quan, cho nên là gì, giảm chức năng bơm của tim sẽ xuất hiện tới cái việc làm hoại tử cơ tim. Rồi cái thứ ba là giảm trao đổi khí do ứ huyết ở phổi, xung huyết ứ huyết ở phổi, người bệnh sẽ gì, không chịu hoạt động thể lực do mất cân bằng cung cấp oxy, thì người ta sẽ cảm thấy là gì, xuất hiện cái tình trạng khó thở, người ta sẽ rất là lười, người ta nghĩ là khi mà vận động như vậy á, bản thân sẽ mệt, sẽ cảm thấy khó thở, tình trạng bệnh nó sẽ nặng hơn, cho nên là người ta sẽ cứ lười, người ta không vận động. Đấy, thì dần về sau cái nhu cầu để mà sử dụng oxy của ta sẽ giảm, và nếu mà cứ kéo dài như vậy á, mất hoàn toàn luôn cái khả năng lao động nha, cho nên là chúng ta phải khuyến cáo người ta nên hoạt động lại, hoạt động từ từ nhẹ nhàng rồi từ từ nâng lên. Tiếp theo là cái gì, cuối cùng là có thể là hoạt động những cái vấn đề mà vệ sinh cá nhân đồ này kia, hoặc đi lại như rất là bình thường. Rồi thứ năm là gì, việc người bệnh lo lắng sợ hãi do cái tình trạng bệnh, và thứ sáu là bệnh nhân thiếu kiến thức về bệnh. Lập kế hoạch chăm sóc ha, mình dựa vào những cái chẩn đoán trên thì mình sẽ lập kế hoạch, đó là gì, giảm đau ngực cho bệnh nhân, giúp người bệnh cải thiện cái lượng máu nếu như mà
cái lượng máu này không đủ thì giúp người ta cải thiện cái lưu lượng từ tim tới các cơ quan, rồi cải thiện sự trao đổi khí cho bệnh nhân, giúp họ gì? Thứ ba, thứ tư là tăng dần các hoạt động thể lực, hướng dẫn khuyến cáo để mà họ có thể hoạt động thể lực, rồi giảm lo lắng, trấn an tinh thần và giáo dục sức khỏe cho người nhà bệnh nhân, rồi thực hiện các hoạt chăm sóc. Vấn đề thứ nhất là đau ngực do tổn thương cơ tim, cho bệnh nhân nằm bất động tại giường luôn. Tốt nhất là gì? Nằm tư thế lower, tư thế nghỉ ngơi thoải mái nhất. Rồi để người hạn chế gì? Hạn chế cho người nhà vào thăm, vì sẽ gì? Gây ồn, không khí sẽ không thoáng và làm cho bệnh nhân người ta cảm thấy gì? Khi mà đối với những cái tình trạng bệnh á, mà có người mà hỏi han được như kia, người ta sẽ rất là dễ gì? Xúc động này, khóc mà đó, cảm thấy là tủi thân rồi này kia đó, người ta sẽ khóc nhiều hoặc là nói chung là xúc động lên đó, thì làm cái tình trạng mà khó thở nó tăng, cho nên là hạn chế việc tiếp xúc, đúng chưa? Rồi thực hiện y lệnh thở oxy là để gì? Để cho bệnh nhân dễ thở nè. Rồi cái việc mà hạn chế thâm viếng á, thì các bạn để ý ha, trong những cái khoa mà nhồi máu cơ tim, mà nói chung là những cái bệnh mà nhồi máu cơ tim tăng huyết áp rồi này kia, tăng huyết áp mà dẫn đến nhồi máu cơ tim á, thì hầu như là người ta không cho người nhà vào thăm. Ở cái thời điểm mà vừa xảy ra bệnh và chuyển vào viện để điều trị á, thì những cái thời điểm đầu á là người ta hầu như người ta không cho người nhà vào thăm. Đó là lý do ha, để tránh gì? Tránh cái tình trạng là gì? Bệnh nhân có thể xúc động. Thì nó có thể là nó rất là ít xảy ra, nhưng mà người ta hạn chế tuyệt đối luôn, do là nhân viên y tế chẳng hạn như điều dưỡng mình sẽ là người chăm sóc trực tiếp luôn, chăm sóc tất cả mọi thứ mà không cần người nhà. Rồi thực hiện thuốc theo lệnh của bác sĩ ha, một viên sunfat hoặc là một viên hydrat tim tĩnh mạch để giảm đau trấn an ha, từ sử dụng là từ 2-5mg trên một lần. Rồi tim nha, nhớ là tim tĩnh mạch, nên đặt một cái catheter để mà chủ động truyền cho bệnh nhân nhiều lần, tránh để giảm cái tình trạng đau, nhất là giảm tình trạng đau là đỡ tốn thời gian đấy. Tại vì sao? Bệnh nhân mà điều trị nhồi máu cơ tim á, thì người ta phải điều trị một thời gian như là nửa tháng hoặc là thậm chí là một tháng tình trạng nặng á. Các bạn mà ngày nào bạn cũng tiêm cho người ta, thì sau khi mà người ta xuất viện được á, tình trạng mạch rồi này kia, người nhà bệnh nhân người ta sốc lắm nha, nên là đặt một cái catheter tĩnh mạch để mà sử dụng được nhiều lần, không cần phải tiêm liên tục. Rồi tránh tiêm bắp thì không những gây đau mà nó còn ảnh hưởng tới các xét nghiệm men và theo dõi tần số thở. Vì cái gì? Chúng ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng các thuốc ức chế trung tâm hô hấp, cho nên là cần phải theo dõi sát các việc thở của bệnh nhân, tần số nhịp thở, rồi đo huyết áp, vì thuốc, tác dụng phụ của thuốc là gì? Có thể làm giảm huyết áp. Rồi hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đạt hiệu quả ha. Hướng dẫn dùng thuốc như thế nào cho phù hợp. Rồi theo dõi cơn đau, theo dõi điện tâm đồ, thì cái điện tâm đồ này là mình phải đo cho người nhà, cho bệnh nhân, xin lỗi, nếu mà cơn đau không cải thiện hoặc là nghi ngờ điện tâm đồ bất thường á, với bạn phức hợp QRS hoặc là FT trên á, thì chúng ta cần gì? Phải báo cho bác sĩ để đưa ra cái hướng điều trị. Và cái thứ hai đó là gì? Giảm lưu lượng máu từ tim tới các cơ quan tổ chức liên quan và giảm chức năng bơm của tim do có hoại tử vùng cơ tim, thì cho bệnh nhân nghỉ ngơi hoàn toàn, thực hiện giãn mạch để làm giảm cái sức cản, giảm các lực ở vùng ngoại biên. Rồi theo dõi dấu hiệu sinh tồn, theo dõi các dấu hiệu của bệnh, theo dõi các dấu hiệu của bệnh để cải thiện cái lượng máu ha. Rồi theo dõi tần số tim có bình thường lại chưa, rồi có bị loạn nhịp hay không, không cho hết hoặc là loạn nhịp. Rồi huyết áp tâm thu có trở về bình thường hay không, huyết tối đa nha, huyết áp tâm thu huyết áp tối đa nha. Rồi lượng nước tiểu có tăng lên hay không, hay là vẫn là bệnh nhân tiểu ít. Rồi bệnh nhân đã hết đông ngực hay chưa, có đỡ mệt hay không. Rồi cái vấn đề thứ ba là gì? Giảm trao đổi khí do ứ huyết, xung huyết, ứ huyết ở phổi, thì chúng ta sẽ đánh giá chức năng hô hấp, đánh giá cái vấn đề hô hấp để sớm phát hiện cái tình trạng, nếu mà bệnh nhân những cái tình trạng khó thở. Rồi cho nghỉ ngơi tuyệt đối ở tư thế đầu cao, tư thế nửa nằm nửa ngồi, cho bệnh nhân thở oxy ha, sử dụng oxy, thì oxy bao nhiêu lít là dựa vào cái tình trạng khó thở của bệnh nhân ha, và gì do y lệnh của bác sĩ nữa. Rồi khi đau ngực thì giảm hướng dẫn để mà giúp cho bệnh nhân giảm đau ngực đó, thì chúng ta sẽ hướng dẫn tập thở sâu
hít thở sâu và thay đổi tư thế thường xuyên nhằm thông thông cái vùng phổi, đúng chưa? Phải thay đổi tư thế thường xuyên, không nên nằm một vị trí và nằm hoài, ảnh hưởng tới phổi sau này sau khi xuất viện nữa. Cho nên đối với bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim á, khi mà không có người nhà thì nhân viên y tế của mình như nào, phải xoay trở bệnh nhân thường xuyên ha. Tại vì một thời gian dài như vậy mà không xoay trở bệnh nhân viên y tế quá hồi hộp á, thì sau khi có thể là người ta sẽ sống sót sau cái cơn nhồi máu cơ tim đó, nhưng mà cái chất lượng cuộc sống sau này á, để mà kéo dài cái tuổi thọ nó sẽ rút ngắn lại, do tổn thương ở phổi nè, do bị viêm nhiễm này, do bị hoại tử này, rất là nhiều đấy. Thì cái việc mà bệnh nhân sống được bao lâu sau cái cơn nhồi máu cơ tim á, cái thứ nhất là phụ thuộc vào cái gì, phụ thuộc vào cái quá trình cấp cứu sau khi mà có cái triệu chứng của nhồi máu cơ tim xuất hiện, cái cơn nhồi máu á. Thứ nhất là phụ thuộc vào cái quá trình cấp cứu bệnh nhân, và cái thứ hai là trong quá trình điều trị, và cái thứ ba là gì, sau khi mà xuất viện á, phụ thuộc vào cái việc chăm sóc của người nhà thì sẽ thấy được là bệnh nhân là sống sót được trong thời gian bao lâu. Thì thật ra tuổi thọ của một người bị nhồi máu cơ tim nặng mà qua được cái việc mất mạng á, người ta có thể sống được á, thì tầm 5 năm là nhiều nha bạn, 5 năm là nhiều, mà chăm sóc kỹ tuyệt đối thì sẽ từ 7 8 năm, rất là ít trường hợp hơn. Thật ra nếu mà chăm sóc không kỹ á, 1 năm, 2 năm và 3 năm tầm đó thôi là bệnh nhân sẽ tử vong vì những cái bệnh lý khác, do bệnh nhân nằm lâu hoặc là do những cái chức năng nó bị yếu, suy yếu rồi đấy. Cho nên khi mà xuất hiện cơn nhồi máu cơ tim á, thì cái tiên lượng để mà sống lại cái hoạt động, cái đời sống bình thường như cái lúc chưa bị á, rất là khó ha. Mà nói chung á là xuất hiện nhồi máu cơ tim á, thì những cái chức năng như là nếu mà qua khỏi á, nặng mà qua khỏi là đa số phần bị liệt này, liệt nửa người hoặc là liệt toàn thân. Mà đã liệt rồi á thì bạn tầm 2 năm là cao á, 2 tới 3 năm là cao, trường hợp nào mà 5 năm lắm chứ đừng nói là 7 8 năm nha. Rồi, theo dõi các cái dấu hiệu cải thiện chức năng hô hấp là hết khó thở, rối loạn kiểu thở, tần số thở bình thường và hết nghe rung phổi, tan phổi. Và bệnh nhân có thể thứ tư là bệnh nhân không chịu hoạt động thể lực do mất cân bằng cung cấp do cái việc cung cầu oxy. Rồi cho mình vẫn là cho gì, cho bệnh nhân nằm yên tĩnh thoáng mát để cho bệnh nhân dễ thở. Ngày đầu thì khi còn đau ngực á, thì chúng ta khi bệnh nhân là gì, không vận động, hoạt động cái gì, co bóp, co cử động nhẹ các ngón tay thôi, co lại giãn ra, co lại giãn ra, chân cũng vậy luôn. Để làm gì, để giảm cái lượng cái hụt oxy. Ngày thứ hai thì có thể là cho bệnh nhân gì, tập ngồi dậy 1 tới 2 lần, thì nói chung nguyên tắc là gì, làm nhẹ xong rồi tăng dần lên. Rồi mỗi lần như vậy thì sẽ làm từ 5 tới 10 phút, tránh tình trạng làm hoài, làm quá lâu bệnh nhân sẽ cảm thấy mệt. Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư thì có thể đi lại vài bước trong phòng, thì giống như là phục hồi chức năng lại sau bệnh gì đó, phục hồi chức năng cho bệnh nhân á. Rồi ngày thứ năm và ngày thứ sáu đi lại nhẹ nhàng, ngày thứ bảy thứ tám thì có thể là đi ra tới hành lang, từ trong giường bệnh đi bộ ra tới hành lang xong rồi lại đi vào. Ngày thứ chín trở đi, từ ngày thứ 9 trở đi thì có thể là đi xa hơn, nhưng là nào không nên làm việc, không được làm việc. Rồi sau 2 tới 3 tháng thì mới có thể là sau khi những cái hoạt động bình thường như đi lại rồi vật hoạt động cá nhân rồi á, thì bệnh nhân có thể là làm việc trở lại bình thường, nhưng mà làm những cái việc nhẹ chẳng hạn như nội trợ hoặc là làm vườn gì đó này kia, không hoạt động mạnh và tránh cái việc gì, cái xúc động, tránh té ngã luôn nha. Rồi, khi cho người bệnh hoạt động thì phải theo dõi các cái đáp ứng của người bệnh với cái hoạt động đó, chẳng hạn như là cái gì, khi hoạt động á, có xuất hiện cái tình trạng mạch tăng nhanh hay không, người bệnh có cảm thấy là loạn nhịp như thở nhanh thở chậm hoặc rối loạn nhịp tim, rồi có khó thở, có đau ngực, có vã mồ hôi không. Khi mà có xuất hiện các cái triệu chứng này thì lập tức gì, ngừng hoạt động cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Còn nếu mà cái triệu chứng này kéo dài á, lập tức là đưa tới các cơ sở y tế báo ngay cho bác sĩ điều trị ha. Rồi vấn đề thứ năm, người bệnh lo lắng sợ hãi do tình trạng của bệnh, thì chúng ta phải gì, cho giữ cho cái buồng bệnh là yên tĩnh thoáng mát vào mùa hè, nói chung là thông thoáng không khí, rồi giữ ấm vào mùa đông. Cáo là người nhà và nhân viên y tế ha, mình nhân viên y tế thì nếu mà bệnh nhân mà ít gặp người nhà, chúng ta là nhân viên y tế thì chúng ta có thể là lại thăm hỏi bệnh nhân thường xuyên,
những thời điểm nào mà rảnh hoặc là khi chăm sóc xong á, thì chúng ta có thể là hỏi chuyện đôi ba câu gì đó, thì để cho người ta cảm thấy là cảm thấy trấn an tinh thần là đỡ phải tủi thân rồi này kia, thì người ta sẽ đỡ xúc động chưa. Rồi nói chung là ở bên cạnh bệnh nhân càng nhiều càng tốt, họ khuyến cáo người nhà nên dành thời gian thăm hỏi rồi này kia, rồi tránh mọi sang chấn tinh thần, rồi tránh mọi cái gì căng thẳng, rồi khuyến khích người bệnh là nếu mà có lo lắng gì á, có sợ hãi gì thì cứ nói ra. Mình là nhân viên y tế đúng không, mình là một điều dưỡng thì mình sẽ có cái nhiệm vụ đó là cái gì, giải thích người ta, nói cho người ta biết để người ta không còn cái vướng mắc, những cái lo lắng, cái sợ hãi đó nữa đó, động viên an ủi ha, để cho người bệnh nhân yên lòng. Rồi thực hiện thuốc an thần, nếu bệnh nhân cảm thấy lo lắng mà dẫn đến cái tình trạng mất ngủ hoặc là sợ hãi gì đó, cho người ta thực hiện cái thuốc an thần. Rồi giáo dục sức khỏe, cho hướng dẫn người bệnh là tập luyện để hồi phục sau những cơn nhồi máu cơ tim. Rồi cho luyện tập sớm khi mà còn nằm trong bệnh viện và luyện tập kéo dài ha. Rồi luyện tập với cái mức độ và cái thời gian gì, tăng dần từ từ, từ nhẹ lên hoạt động nhiều hơn đấy, cho tới khi nào mà có thể là đi làm những cái công việc nhẹ nhàng lại, trở lại bình thường. Rồi tránh luyện tập ngay sau bữa ăn. Rồi trong cái luyện tập thì phải theo dõi gì, mạch, xem có rối loạn, có khó thở không, đúng chưa? Nếu mà có thì gì, ngừng ngay. Rồi thay đổi lối sống, thay đổi lối sống sao cho phù hợp. Những cái yếu tố gây đau ngực khó thở như là việc gắng sức này, ăn no đột ngột, cái này hạn chế luôn. Hạn chế ha, không làm việc gắng sức. Thì đối với những cái bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim á, thật ra là sau khi một đợt nhồi máu thì người ta đã mất đi cái việc mà lao động rồi, mất đi cái chức năng lao động rất là nhiều rồi, tùy ha. Cho nên là đa số là bị nhồi máu cơ tim xong á thì người ta không hoạt động nhiều đâu, cứ đi lại bình thường là tốt lắm rồi đó, nếu mà đi lại được là thực sự rất là tốt rồi. Rồi khuyên người bệnh là nghỉ ngơi đầy đủ, ăn chậm bữa nhỏ, giảm muối, hạn chế muối ha, chất béo, chất kích thích. Rồi loại bỏ các cái yếu tố nguy cơ, tuân thủ chế độ dùng thuốc, luôn mang theo gì, nitroglycerin, và báo cho bác sĩ khi mà có các cái triệu chứng